Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay gia đình của Hoa gồm có ba của Hoa, Hoa và em trai tên là Toàn của kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì cũng có chút tấm lòng nho nhỏ để gửi đến những bà con của trong khu cách ly và những người mà không có đi ra ngoài đường để mua đồ ăn được. Thì Hoa cũng góp một chút tấm lòng nho nhỏ. Nè hả? Hôm nay Hoa đi tặng quà cho những người khó khăn ở trong khu cách ly, những hoàn cảnh khó khăn ở trong khu cách ly và những người mà không có đi ở nhà được. Gia đình qua cũng sang rẻ tấm lòng của mình xung quanh khó khăn hơn, những người xung quanh khó khăn hơn. Quý vị rất nhiều, cảm ơn. Hiện tại là đang vô chia sẻ đồ ăn ra. Đây là hộp vịt và nước tương dầu ăn. Và có khoảng mỗi hộ thì nhận được một bao gạo khoảng 10 kg. Thì Hoa và em chia sẻ cho khoảng 50 hộ dân trong khu cách ly ở đây. Và phía xa đằng kia là các anh đang xịt khử khuẩn ở đằng kia. Thì chút nữa sẽ lại đó, và ở gần nhà của Hoa cũng có vài phần. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là em trai của Hoa đang vô hộp vịt. Một bịch như vậy là 20 hộp. Này, đây là nước tương và dầu ăn. Mô Di Đà Phật. Hôm nay là cũng như là mấy cái lúc này là dịch bệnh quá, vì cho nên là có hai đứa con mình là có con hai lúa Tiền Giang với Vua Khỉ Miền Tây nó phát nguyện là lãnh tiền YouTube được á, rồi sẽ biếu bà con gặp khó khăn đó, có ba phần quà, ba cái món quà đó là mỗi phần là gồm có gạo với nước tương với dầu ăn với trứng. Rồi mình cũng bà con đến đây mình phát cho bà con. Dạ. Ở trong đây thì cũng có khoảng 18 phần thôi, nhưng mà này thì phát sinh ra nhiều quá nên Hoa sẽ có người chỉ đạo. Đây là người chỉ đạo nhận khoảng 18 phần quà. Vì ở trong khu này thì cũng không có đi ra ngoài để mua đồ ăn được nên phải phát quà. Đây cũng là một chút tấm lòng nhỏ nhoi thôi. Cái này kêu là nắm chỉ đói mà có chỉ no. Dạ, chia sớt nhau mà sống. Gia đình của Hoa phát nguyện là sẽ cho dịch bệnh này mau chóng qua đi và bà con mình sẽ bớt khổ hơn. Dạ, đứng giãn cách khoảng 2 mét một người giùm con đi. Ai xếp hàng giùm con đi, xếp hàng thôi. Dạ. Đứng người 2 mét giùm con đi, đứng một người trước thôi, từng người đi. Bây giờ cũng là buổi trưa rồi nên Hoa là bị chói, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha.
Dùng cậu ấy đó. Nó đi bắt teo rồi biết nó đâu nó về. Chị ra dở lên rồi đi xuống. Dạ ba. Đó cũ này là của em mới ghi ra đó. Rồi ba người với em xin thay thằng kia đó. Anh cho đông thằng này chiều đem vô cho anh cách ly chẳng là con của chưa ăn còn hai thằng này. Đúng không? Bảy với chị Thí. Nè, bảy chị Thí nè với em nè. Hai phần đó của ai? Có đây không? Có ai với chúng em hả? Dạ cho con nói vậy nè, tại vì con đã ra hết rồi, nhưng mà cái này thì người ta không nhận, mà ví dụ cho gì mà không cho mấy gì này thì con cũng tội cho con, tội cho mấy người đó nữa. Mày dẫn tú rồi chắc trong tú luôn đi, khỏi ấy tại xin trên chung mà. Ừ, đấy đi, mày dẫn tú đi. Ví dụ bây giờ người nào mà không có ra thì cho người mà ở trong xóm ở trên luôn đi. Đứng xa xa ra một con cái. Đứng xa xa ra một con cái đi rồi. Dạ. Đây nè cho nhỏ này đi, nó có hai đứa xin đôi nè cho nó đi. Dạ dạ. Thì kinh tế cũng hạn hẹp nên Hoa chỉ cho được có khoảng 50 phần thôi. Để còn là lập danh sách để lập cái danh sách khác. Dạ dạ có không đủ 50 phần đủ hết luôn rồi, không có dư luôn coi. Này còn một phần thì người này lãnh giùm luôn, tại vì cũng đi xuống trễ rồi. Còn cũng còn nhiều người nhưng mà kinh tế của Hoa cũng hạn hẹp. À, kinh này lắm. Biết ra ba đó kìa. À, anh. Để hồi cho con ghi nhận vậy tấm mình đăng lên trên để địa phương ghi nhận chút. Dạ trang của anh là tên gì vậy anh? Trẻ hay chung á. Dạ tuổi trẻ hay chung. Tuổi trẻ hay chung. Anh là thanh niên tình nguyện hay sao anh? Có bí thư đoàn. Dạ bí. Dạ. Cảm ơn anh. À, bây giờ thì hồi nãy xe lôi có chở là đẳng một phần rồi, cái mấy cái phần dư này thì dạ dạ. Dạ cái phần này còn dư thì sẽ chở về sớm của mình, còn ở đằng kia thì có nhờ xe lôi chở rồi. Bây giờ mình lại kia đâu. Dạ dạ bây giờ là lại khu cách ly. Cái đó là giao hết chưa? À, chưa, nắng đứng bóng luôn. Đây những cái phần quà của khu vực phong tỏa, nhưng mà cái đường này thì đi ra vào được. Là có lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ. Dạ. Đây là anh phó bí thư đoàn của xã An Thái Trung. Thì anh có nói là nếu mà lần sau có làm cái gì thì nhờ đoàn thanh niên tình nguyện phụ giúp cho. À ba ơi đeo bao tay bảo vệ vô. Đây, vì trong đây là khu vực có người phong tỏa này không ra vô được luôn. Mà mấy chú công an đã dẫn dắt đi vô. Mà có người điều hướng để đứng giãn cách 2 mét hết. Thì ở đây hồi nãy cũng có xịt khuẩn rồi. Thì ba của Tần đang đeo bao tay. Còn đứa chị hai lại
đi có ai hỗ trợ cho lực lượng đó, hỗ trợ cho chứ mình đỡ mệt. Dạ tại vì em cũng có ít khoảng 50 phần à. Ở khu vực trong này là khoảng 20 phần. À, lần đầu tiên gia đình của Hoa phát nguyện làm từ thiện nhưng mà có nhiều người hỗ trợ và giúp đỡ, Hoa cũng rất là mừng. À, Hoa cũng có đeo bao tay của y tế này. Và có chuẩn bị thêm cái chai xịt khuẩn nè, ở đây chai xịt khuẩn nữa. Dạ chú cho con hỏi là con cũng không biết nữa, nhờ cái anh ở trong kia ở trên trang Tôi Là Dân Cái Bè để tìm hiểu biết ở trong đây thì khoảng 6 phần nhưng mà khu vực này thì khoảng 19 phần thì là những hộ dân nào? Những cái hộ ở đây là người ta bị phong tỏa để do là ở đây có một số cái ca F0 á, phát hiện một số ca F0 á nên dạ. Là bây giờ buộc phải phong tỏa để đảm bảo người ta không có bị lây lan nữa. Dạ. F0 nhưng mà phát hiện sớm và cách ly kịp thời. Cách ly kịp thời rồi. Dạ. Đưa đi cơ sở điều trị rồi. Dạ. Rồi bây giờ là những cái hộ ở đây là không có, mặc dù là không có tiếp xúc. Dạ. Nhưng mà nó nằm trong cái khu vực rất là gần lân cận vậy đó, gần quá vậy đó. Dạ. Nên là mình buộc phải phải phong tỏa để đảm bảo là nó không có sơ sót trong cái quá trình phòng dịch. Dạ. Dạ. Tại vì cũng ngoài mặt lộ quốc lộ 1. À đây giao ra quốc lộ 1 rất là gần, ở trong đây thì khu vực 30 à, quốc lộ 1 ở phía ngoài kia rất là gần với đường lộ nên hơi ồn một chút, mong quý vị thông cảm. Dạ, cho ra từng ngò hộ đừng có tập trung đông quá. Dạ. Thì cũng giống như đằng kia, một hộ thì sẽ được 10 kg gạo và bịch hộp dịch 20 trứng, một chai dầu ăn 1 lít và một chai nước tương. À, có khử khuẩn từng phần quà hết. À, từng người ra nhận quà để tránh tập trung đông đúc. Để xuống đất đó bà. À, tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người với nhau và da tay á. Để xả khử khuẩn đại quan. Rồi mới cho nhận phần quà. Hình như có dân quân tự vệ là bạn bè với của em trai mình là tên Toàn luôn. Là tên Trọng. À, giữ mấy cái chốt. Làm dân quân tự vệ giữ mấy cái chốt. Để lên luôn. Rồi để lần đầu tiên qua làm tình nguyện mà hồi hộp lắm không quý vị. Dạ ở trong này là xin 6 phần á. Đây là cái anh mà đăng trong Tôi Là Dân Cái Bè để cứu giúp nè. Nhưng mà qua lướt bài viết xem thì thấy. Đây thì chị Hai của Toàn đã liên hệ trực tiếp với anh này để giúp đỡ bà con trong phía trong khu cách ly này. Dạ. Dạ. Phía
bên kia. Mấy nhà này cũng cũng giàu nhưng mà Hoa xin phép là tại vì người dân ở đây không đi ra ngoài mua đồ ăn được. Bây giờ là giác lại ốm yếu quá lại đằng khu hẻm đằng kia để phát thêm nữa. Đằng đây chỉ mới gần 10 phòng thôi, cũng nhờ sự hỗ trợ của xã Hoa mới biết là ở đây khoảng 19 phòng. Thì nhờ cái anh mà đăng lên trang tôi là dân cái bè thì Hoa mới biết được ở trong đó là có khoảng 6 phần thôi. Thì Hoa phát miệng thêm 40 mấy phần đó. Ôi, mà mình vác bao gạo 50kg luôn. Rồi, mọi người đứng ở trong giãn cách lên một con nha. Giãn cách đây rồi đứng chung ở trong đó đi con chuyện vô trong. Gạo luôn, cái hàng gạo rồi. Hoa cũng đứng cách xa ra địa điểm cách ly y tế luôn. Có gạo của chốt luôn rồi, không có đi thể đi vô được, phải chuyền vào phía trong. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn hết trơn. Dạ. Ba của Hoa thì hay ở khu vực An Thái Trung này để đợi những đồng nghiệp đi ra để cưa cây chung, nên nhiều người quen biết lắm. Hẻm đằng kia 6 phần. Tổng hai hẻm là 19 phần. Dạ. Nhờ vậy mới sống được chứ không nhờ vậy là đói luôn á. Dạ cảm. Rồi hết dịch đi rồi quay lại bán số anh ủng hộ cho. Dạ. Gì vậy? Gì bán số? Đang biết anh cưa cây với đâu biết dạ. Dạ, trời ơi. Hết dịch mà anh cưa hả? Anh cưa cây. Thôi mình không có cho người ta ra ngoài. Đi. Cho dù có dân quân tự vệ đi theo phụ nhưng ba Hoa vẫn dành giác để tặng cho có ý nghĩa hơn. Gom rác lại luôn. Hoa cũng cầm một cái bao nữa nè.
Là ca này là ca đặc biệt nè. Là chỉ ở trong nhà thôi, đây là F1. Và anh đang ở trong nhà nghỉ trưa rồi, nghe tin là mấy cái chốt ở ngay đây tặng quà cho thì mới mở cửa ra. Thì bình thường cũng đóng cửa thôi, không được ra khỏi nhà luôn. Này cách xa hơn gần khoảng 4 mét luôn. Chú gưng gưng nước mắt luôn. Dạ con ở An Thái Đông, lên đây phát nguyện từ thiện. Dạ à, bác là trưởng ấp 2 ở đây luôn hả? Dạ. À, bây giờ sẽ gom đồ để đi về ở xóm của Hoa, khoảng vài phần thôi. Cũng có dư khoảng 2 phần, giờ nhờ anh công an xã hỗ trợ cho thêm 2 phần dư này. Đây ở gần sân vận động An Thái Trung. Dạ anh cho em hỏi là 2 phần quà này là F1 hay gì phải không anh? Dạ không, đây là những cái người mà ta bị ngưng kinh doanh đó, ta gặp khó khăn trong cái giai đoạn này dữ lắm, nên sửa xe mà không có chợ. Dạ. 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 Không có tật nữa, tật yếu hai chân. Dạ, bị yếu hai chân. Đỗ Trí Tụng và tên YouTube Du Ký Miền Tây đã hỗ trợ người dân trong khu cỏ và ủng hộ khó khăn ở địa phương. Dạ. Thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cũng nhờ sự hỗ trợ của mấy anh. Và bây giờ sẽ quay về xã của Hoa. Đây là ở xã An Thái Đông luôn. Xịt vô mấy cái phần quà luôn mà. Xịt vô mấy phần. Xịt cho khuẩn, xịt khuẩn. Nhiều nãy cũng có đi ngay khu cách ly về. Nhiều Hoa ở tổ 2, đây là tổ 4, ấp An Lạc, xã An Thái Đông. À, đây là bác Năm. Rửa tay nè chị. Cảm ơn chị Thảo. Dạ. Này của hai đứa con em nó qua kia nó rồi nó. Dạ. Rửa tiền tìm YouTube rồi nó phát hiện 50 phần quà. Chấn tặng sáu giờ. Cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ. Dạ. Thảo. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 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 Dạ
Đây là con nít rất là đông. Chị có mấy đứa cháu, chị đã hiện ra nuôi mấy đứa cháu. Chị đang nuôi mấy đứa cháu ngoài nội cho ngoại. Ba đứa. Ba đứa hả? Không thấy chồng lắm mà. Ba đứa, mẹ bốn đứa. Con thằng đó tôi nuôi rồi. Mẹ nó bỏ ra. Cha nó có vợ nhỏ bỏ luôn, tới giờ 5 tháng nay. Nó ra về rồi. Rồi mà chị ăn nó lấy thảo với vợ chồng em chứ cái con em. Dạ. 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 Cảm ơn chú nhiều, cảm ơn hai cháu về, cảm ơn. Dạ. À, hai bác ở với anh đây mà nuôi bốn đứa cháu lận hả? Cho tôi ổng nuôi ba đứa cháu, tại vì cho tôi ổng nuôi hả? Dạ. Là anh nuôi con của anh dạ. Chung luôn. Còn hai vợ chồng kia thì nuôi đứa con, có nó có đứa con à. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác. Cha nó bỏ á. Dạ. Rồi bây giờ nó ngay 5-8 tháng nay nó gửi được 2 triệu. Dạ. Rồi tự tự bán ba cái đồ này nè. Rồi bán đồ gãy. Dạ. À, có chồng gãy. Chị lo đó chú. Dạ dạ. Ăn hàng ngày đồ. Dạ. Dạo thấp rồi. Mà giờ rau cải ở đây dạ rẻ lắm. Đâu có giảm đốn thôi dạ. Mặn hết trơn. Bây giờ chồng lo cho ba đứa nhỏ. Dạ. Dạ. Cậy thiếu nhiều thì cậy có nhiều. Thì chồng già lo nó đại. Dạ nó dạ. Chồng mặn phận. Dạ dạ. Dạ. Thì tự nó lớn nó lên. Cha nó về không về. Thôi thôi chứ biết theo giờ. Dạ dạ. 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 Vậy dạ. Cảm ơn. Cũng phép đi cũng còn về lại cho sớm mình nữa nè. Dạ, con xin phép mắt đi. Cái này có hai đứa con đó, nó hai đứa này nè dạ. Nó cũng quay phim á rồi nó lãnh tiền YouTuber đó dạ. YouTuber rồi nó phát nguyện nó cho 50 phần quà dạ. Một phần là gồm có 5 kg gạo với dầu ăn với nước tương 10 kg gạo luôn có 10 kg gạo với phần là dầu ăn nước tương với trứng nè dạ. Với có một cái tên gì của Nguyễn dạ. Hoài Thanh. Nguyễn Hoài Thanh Zalo kết bạn với Zalo. À, có tên Nguyễn Hoài Thanh đó. Dạ. Là anh thấy không cái gia cảnh mà cưa cây xoài mà nói kể là hoàn cảnh mà chồng chết rồi đi lụm với trai rồi đó. Dạ. Rồi cái anh Nguyễn Hoài Thanh đó là tặng 500 ngàn để mua đồ ăn. Biểu viên, biểu viên. À. Còn cái đó biểu viên là trong 50 phần quà thì chỉ có ưu tiên là một gia đình thì mà có 500 thôi dạ. Ngoài ra là có dạ. Người khác là có một phần này thôi à dạ. Cảm ơn dạ. Chú nhiều dạ. Dạ. Rồi vậy cảm ơn chú Hoài dạ. Thanh tới tên gì dạ, dạ, dạ. Chú Hoài Thanh Nguyễn Hoài Thanh dạ cảm ơn chú Nguyễn Hoài Thanh dạ, dạ. Thôi cũng chúc mình khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ con đi phát quà tiếp. Ba cái đồng cưa những cây xài trong đây với lại những cây dừa đó. Ở đây là cưa ở đây là 4 cây xoài với 2 cây dừa. Mà thấy vậy nguyện không có lấy tiền là chứ không phải là một cây nhưng mà tụi nó đưa lên từ cây nhưng gộp dạ. Lại là 4 cây. 4 cây. Dạ. 4 cây xài với 2 cây dừa. Dạ. 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 Là không lấy tiền. Thôi dạ. Dạ kìa cảm ơn chú Quỳnh Phương dạ. 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 Con dạ bà. Dạ. Thì có thay cẩm xương không? Thay luôn. Thay luôn. À, là... giới thiệu với bà con mình đó là đây là cái năm này ở Trầm Xóm mình là một lần có cái bà có vợ đó, bà già nuôi tặng bà gửi Mạnh Thường Quân là gửi 2 triệu đó. Là lúc đó là gãy cái gãy xương mà ở Sài Gòn đó. Ở Sài Gòn. Rồi hôm nay thì cũng nhân dịp mà hai đứa này nó lãnh tiền của nó quay bên cái nó quay phim YouTube đó dạ, rồi nó có tiền rồi nó phát nguyện là cho 50 phần quà dạ, rồi, gồm vậy, có rồi. Mà 10 kg gạo với mà dầu ăn nước tương với trứng dạ, rồi. Bây giờ để gửi cho gia đình dạ. Cũng không có gửi hết sớm mà cũng như dạ, nãy dạ. Là gửi trên mấy cái khu cách ly cho trển đó dạ, cũng mấy F0 cho trển dạ, đó rồi đây sớm dạ. Mình thì có mấy người thôi hả dạ, dạ. Cảm ơn vậy là gia đình cảm ơn mà hai cháu ha dạ cả anh Tùng dạ, rồi. Dạ bác Năm cho con hỏi bác Năm gái khỏe chưa dạ khỏe rồi bây giờ bác khỏe rồi nhưng mà chưa được mạnh là mấy dạ bác cũng vòng vòng nhà thôi lớn tuổi rồi dạ. Dạ. Dạ là đi về nhà rồi hả bác dạ dạ rồi thôi dạ. Con xin phép dạ. Dạ. Dạ rồi cảm ơn dạ cảm ơn ngôi nhà này là của bác ba hổng hoa cũng có quay cho gửi tặng 2 triệu thì vợ của bác ba bị bệnh cái mục nhọt cái gì ở phía sau lưng bị teo cơ hết chỉ nằm ha ồ dán rồi khỏe anh ơi khỏe à, giờ nay không có đi cưa hả dạ không giờ chưa với anh vậy
ngày hôm nay là cũng có cái duyên lành, có hai đứa con em nó lãnh tiền người YouTuber á, YouTube á, nó có mà phát nguyện là tặng 50 phần quà cho cái khu cách ly ở trên Đăng Lấy Chung á, rồi ở xóm mình được một mớ nữa, xóm mình cũng vài người ha. Giờ đây là một bao gạo này là 10 kg với là 20 trứng, với cái này là dầu ăn với nước tương. Còn má em á là gửi tặng anh chị 10 cái gạo nữa đó, ăn lấy thảo rồi để vô thăm chị ba chút. Này bà nội cũng gửi thêm một bao gạo khoảng 10 kg ngay ngày gầm luôn, nhưng mà do làm việc nên Hoa không có thể nào đưa được, hôm nay mới được đưa. Đây thì giờ sẽ vô thăm mình. Còn bây giờ có đâu có đi rửa hả anh? Rửa nhà ha. Dạ rửa nhà luôn. Vậy là hôm nay là ngồi tự ngồi vậy được là cũng vui quý rồi. Đi rửa tay nè. Rửa để vô bả lết bả đi xuống với bả. Tự đi tiểu tiện được ha. Là cái phép cái ghế rồi chờ để cái bồn lên. Vậy cũng quý rồi, nay ngồi được cái tên nó tỉnh táo rồi. Vậy chúc chị mau hết bệnh chị ơi. Rồi anh xin phép anh ba chị ba về. Dạ. Gửi lời thăm chú mày khỏe nha, với cảm ơn chú mày nha. Dạ. Còn cái phần kia là của hai đứa này nó cho. Hai đứa con hay vậy? Hai đứa con. Đứa gái lớn thằng trai nè. Nó hay đi quay phim em cưa cây đó. Cũng đợi lần có ha. Nó ở nhà. Dạ, con ở chung với ba. Dạ. Ở nhà có chơi gì á? Dạ. Con xin phép bác. Bác gái khỏe nhiều rồi. Dạ. Rồi con xin phép hai bác như vậy. Cảm ơn hai cháu nha. Dạ. Dạ, chào bà hai. Ở đây là phần quà cuối cùng. Hôm nay là hai đứa con á, cứ lãnh tiền với phim á. Rồi nó phát nguyện tặng 50 phần quà. Gồm có 10 kg gạo, mà dầu ăn nước tương, với 20 cái trứng. Nếu thêm mà lấy thảo với vợ chồng con với hai đứa đó. Cảm ơn hai đứa cháu nha con. Dạ. Nhà này cũng là nhờ các mạnh thường quân gom góp để tặng. Thôi mà hôm nay cũng rất là vui mừng vinh hạnh được hai đứa con mình nó cũng phát nguyện, cái lòng nó cũng có cái tâm, nó cũng giống như mình vậy, mà mình khỏi cái sai biểu nó, mình làm được việc này mình cũng hãnh diện lắm. Mà cũng cảm ơn nha, mà hai cảm ơn hai đứa cháu nhiều. Dạ. Cháu luôn nữa. Dạ. Tôi cũng nhân đây cũng nguyện cho bà con mình vượt qua cái dịch bệnh này để làm ăn trở lại bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hay cũng chúc quý ông bà nào dễ yêu thương mình đó, kính chúc quý ông bà cô bác anh chị cậu mọi gì vượng đó đều mạnh khỏe hết, bạn bè trên thế giới cũng vậy, ai cũng tai qua nạn khỏi hết. Mạnh khỏe giống như du khỉ vậy. Chào bà con nha. Mạnh mẽ giống như du khỉ là 50 tuổi vẫn leo trèo bình thường. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.